hả? Mới mua chơi chơi chiếc xe đạp mới hôm qua, bữa nay tới nè cô chú nè. Đem mà đây, đi 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 ra được, đi ra đường. Đi ra ra đường lẹ lên. Yeah. Let's go. Wow, cái xe này chưa Ngọc chưa thấy một cái chiếc. Đi 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 đi. Đi để mẹ bọc cầm ra ngoài. Trời ơi, mới mua, mẹ mới mua hôm qua, cái bữa nay tới liền đó mà mọi người kia. Phải lấy lẹ không? Ngọc mua trên Amazon đó. Khá mệt quá. Có làm gì đâu, nó rất kỳ scare. Wow, siêu xe mới của Jay nè cô chú. Cái chi cái xe này toàn là ráp ráp bằng tay không á cô chú. Ủa chứ cái này không là scooter, chứ cái này là gì không là scooter. Mommy, I have a bike. Wow, con thích cái này không? Nãy giờ ngồi là lắp ráp bỏ vô bằng tay không á. À, Trì nó đi qua nhà ba của nó rồi. À, con muốn coi xe của A Trì hả? Con thấy chiếc xe này sao? Con thích xe này không? Ủa chứ con bực. Trời ơi, nó nói cái xe này nhỏ quá, nó làm như nó bự lắm. Nó đòi cái xe này bự. Hồi mày thấy cái xe này đẹp hả chay? Rồi thì này cái này cho con đó thấy không? Con xém chút còn dối cái chân tới còn đạp chưa chưa. I wish it have cover so I can fall. Làm sao? I wish it have cover so I can see. Trời ơi, nó nói là ước gì á, có cái cover, có nghĩa là có cái vòng tròn qua đây nè để cho nó đừng có té, có được đời không? Lớn rồi mà chạy xe đạp sợ té làm sao? Mommy. Đó, xe này là thấy là bắt đầu người lớn hơn rồi đó chay nha. Quá dữ không? Really uh-huh, tại vì con lớn rồi mà. Quá mommy, trời. À, ba nghĩ là con chưa lớn hả? Uh-huh. Con nghĩ con lớn chưa? Uh-huh. Mấy tuổi? Mày là mấy? Con mấy tuổi rồi? Con 4 tuổi à? Nó nói bây giờ hỏi nó mấy tuổi là nó nói 4 tuổi không cô chú? Thấy chưa? Thấy nhà ai truy đóng cửa không? Nhà A Trì mà không có nhà là mẹ A Trì đi làm vậy là đóng cửa cứ ngắt à. Hello. Quá trời, chiếc xe đạp quá đẹp luôn rồi chị. Wow. Hello. Wow. Đâu có chiếc xe đạp của A Trì đây đâu. Để trong nhà rồi, A Trì để xe đạp nhà. Đi ra con. Coi con đạp chiếc xe đạp này đi cho mẹ coi coi, lẹ lên. Giữ chưa, giữ chưa. Rồi, rồi đạp đi. Đạp đi. Quá dữ luôn. Mà mốt mà con làm được rồi đó, cái bắt đầu là mẹ bỏ cái bánh này ra, bỏ hai cái bánh này ra, con đạp bằng một cái bánh này thôi đó. Cái xe này là gọi là có ba bước luôn, hai ba bước luôn cô chú. Vừa là bỏ hai cái bánh kia ra được mà vừa là chạy bỏ hai cái bánh đó vô được luôn. Con muốn mày lấy ra phải không? Muốn lấy ra phải không? Ok, để mày lấy ra coi. Rồi đạp về nhà đi, đạp về nhà đi, rồi mày lấy hai cái bánh sau ra cho. Đang ngồi ngoài đường chưa lấy được, lẹ lên. Chu thang sao thì đạp đi. Đạp thương không? Thấy chưa, cái giống cái chân tao nó cũng muốn chưa tới đây mà. Để mày coi coi, chà đạp một hồi để mày nhìn mày coi mấy cái bánh coi ok không. Rồi đạp đi. Xong mùa hè này là phải biết chạy xe nha. Xong mùa hè này không biết chạy xe là ăn đập. Hả? Đông đập mi hả? Trời, nó nói là mẹ ơi, mẹ đông đập mi là có nghĩa là mày đừng có đánh con. Trời ơi, đông đập mi nữa. Gì? Thì bởi vậy cũng phải ráng học chạy xe để chứ không không. Không 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 biết chạy xong mùa hè này mà không biết chạy xe là ăn đập. Mẹ thấy hai cái bánh đằng sau này nó hơi bị ấy ấy nè chay nè. Để con cứ chạy đi, con cứ chạy đi để mày coi coi. Con cứ chạy để mày coi coi. Đi lại lại lên, lại lên. Hai bánh sau này mà mẹ ngồi lên là gãy hai bánh sau luôn á chay. Quẹo lửa, quẹo lửa. Chạy chạy cái xe này nhìn thấy nó giống người lớn hơn là cái xe mà có mẹ dính đằng sau. Rồi ok, để mày vô mày làm cho. Lấy cái bánh sau ra. Rồi ok, đi về nè cô chú nè. À không được nói chuyện hả? Lý do làm sao không được nói? Đi 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 đi. Là con lấy hai cái chân con bươi.
con bươi bườn lên, bườn lên, trườn lên, hai cái chân trườn lên, rồi thả hai cái chân ra, trườn lên rồi thả hai cái chân ra. Từ từ, slowly but surely, ok? Chậm mà chắc, nghe chưa? Bườn lên, bườn lên, bườn hai cái chân lên. Đúng rồi, đi đi, đúng rồi, được rồi, đạp lên, đúng rồi, it's ok, đi. Không sao hết, chuyện nhỏ. Yeah, yeah, that's my. That's my cat. Yeah. No, no, he's outside all the time. When he hungry, he gonna come back home. No, he's not. No. He won't run away. I have him 7 years already. Yeah, mine is the outside one. Yeah, he come to the neighbor house and everyone knows him. Lucky. Bà đó, bà hỏi ngủ mèo đó có mày hả? Nói hả? Dạ đúng rồi. Nó ủa sao mà cho nó đi ra ngoài đường vậy? Thường thường mấy mèo nhà người khác người ta nó mới đâu chịu ra đường đâu, người ta không cho nó ra, nó người ta sợ là nó ra là nó đi mất luôn. Còn rồi té rồi đứng lên thôi chứ đâu có gì đâu, chuyện thường tình thế thôi mà. Có kỳ kìa, có kỳ đi xe đạp chơi mất kỳ, từ từ xe chay chay sẽ biết tập tập chạy giống như cái gì đó Adri, chay sẽ lớn giống như Adri. Không chạy không được, con mới chạy trong đó được, nói chung cũng được đó nhưng mà nó không có nhanh thôi, mà chạy trong đó thì té đỡ đau. Ráng lên con, cố lên con, you can do it, you can do it, you can do it. Cái gì con? Stop. À, sao con? And the dog wolf and the other one don't bite. He just only looks and looks his pet. Đúng rồi. Cố lên, cố lên, đội áo xanh cố lên. Dữ không cũng cố gắng đó cô chú. Đúng rồi, xém, xém, xém. À, con té mắc cười ha. À, mày dịnh con phải không? Ok, rồi. Sì, con thấy không? Cái gì có sự giúp đỡ của mẹ là cũng cũng ok thấy không? Ừ, đó, con cứ như vậy đó, cố gắng đạp lên, cố gắng đạp lên, cố gắng đạp lên, đạp lên. Thôi để mày dịnh đít xe, ok. Cái ghế này ngồi im nè cô chú nè. Ngọc sợ cái ghế này ngồi không im mà cuối cùng ngồi nó im. Rồi, ok. Đi thôi, đi thôi. Từ từ thôi chị hai. Trời ơi chị chạy không được mà tao nói chị, tôi dịnh chị cái là chị đạp cái gì chị đua xe. chị chạy không được mà tôi dịnh chị đạp như đua xe. Gì à? Đi đâu à? Bỏ củ chạy lấy người nè. Tự nhiên lên đây chị. Dở thẳng lên con, dở mạnh lên. Đây nè. Ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nè. Ngay chỗ này nè, lúc nào cũng ngay chỗ này nè. Bước ra đây, dở lên. Rồi, vô đây. Làm sao? Chay là nó chơi hả? Nó chơi từ sáng cho tới chiều. Nó đi, nó ra đây. Vòng quanh thế giới Ajinomoto nó cũng không có mệt luôn cô chú ơi. Đi đâu hả? Trời ơi, tự nhiên lên đây cầm con ngao bồ xuống đây chi? Để nó đây đi, để cho mấy con chim nó đừng có ị lên trên thuyền. Mấy con chim nó nhìn con này nó sợ, nó không có làm dơ thuyền mình biết không? Đây đây mày cất. Đó, mình để ngay chỗ này nè, đó là chim nó không có dám. Chim nó sợ biết không? Boat. Đem vô làm chi, con đâu có chơi đâu. Nước trong ghê em chay. Nước trong dễ sợ không? Yeah, rồi bước lại chạy xe đạp tiếp. Là sao? Giờ muốn gắn hai bánh xe vô hả? Không được con, cố gắng đi con. Bây giờ mà con gắn bánh xe vô nữa là đời đời muôn thở là con không bao giờ cũng biết chạy xe. Đó mà đi đó rạch kìa. Bà đi rạch tội nghiệp bá ghê á. Kìa bả kìa.
Hello bà đi. Thôi sao vẫn nhiên cái không có chơi với bà đi đâu rạch đúng không? No. Sao vậy, sao con không qua nhà chơi bà đi đâu rạch nữa? Bà đâu có la con đâu, đúng không? Mm-mm. Bà Cà Tì có la con không? No, I don't. Con sao vậy? Con không thích ai? Con nói mẹ nghe, con không thích ai? Con không thích ai? Sao vậy? Bà thương con mà. Sao vậy? Con giận bà điều gì không? Con có giận bà không? Sao vậy? Sao mà cứ... Mà trời ơi, tôi không biết làm sao nữa. Từ hồi cái lúc nào á là nó không có qua nhà bà đi đâu rạch chơi nữa cô chú. Mà bà dễ thương lắm, mà không có bao giờ mà bà la bà gì đó đâu. Bà đi ai chứ bà đi đâu rạch không biết cái tính bà. Dễ thương lắm. Nó qua là cứ chiều chuộng lái lắm. Mà sao kỳ không biết. Nó nói không có nhà chơi với mẹ, con thương mẹ. Vậy đó, nó vậy á. Đúng không con? Bà không? Ngồi tội nghiệp, bà ngồi bà nhìn nó, bà quắt nó tới đâu cũng tới. Gì vậy trời? Ngọc cũng muốn qua cho bà chơi, cho nó qua nó chơi. Bà cho bà đỡ buồn phải không? Bà nhà có con mình nè. Hiểu làm sao nữa. Ai? À con của bà đi ra rạch đó hả? Con bà đi ra rạch mẹ có bà Cathy đi làm ơi. Hello. Hi Cooper. Can I pet him? Sure. I just came back today. Nó nói cô ơi cho con that con cho con đụng Cooper một chút. Hi Cooper. You smell your tricycle. All right, Q. Hỏi con lại con đụng được không, làm dẫn chó lại cho con chay đụng ở đây mắc cười lắm các bạn. Không phải mình khúc bờ với lại cái cô su này đâu, mấy cái người bà lạ cũng vậy nữa. Mà miễn chay này là nó đòi mà cho con đụng nó được không, là tay dắt. Hello à, con hello bà đi đâu rạch đi con. Say hello. Ngộ không biết. Trời ơi con nó đem đồ chơi nó đi theo nè. Chưa nói cho cô chú nha. Chay vừa nhận được cái đây nè, coi đồ kìa. Vừa nhận được thêm một bộ đồ chơi nữa siêu bự nữa cô chú nè. Cái này là được tặng nè chay cô chú nè. Đồ chơi này là đồ chơi kitchen, là đồ chơi nhà bếp á. Là đồ chơi này Ngọc nghĩ bằng gỗ nè, chắc gỗ giống như vậy nè, là sẽ phải lắp ráp. Dữ dằn lắm. Ôi mẹ có điện thoại. Đây cô chú, sau khi vật vã chay đã thuyết phục mẹ. Là làm sao? Sao? Sau khi vật vả là được có 3 bánh rồi, giờ còn wish cái gì nữa, ước cái gì nữa? Được, giờ bây giờ con ngồi không thoải mái hả? Nó nói mẹ ơi con ước gì á, cái ghế này nó dài hơn để con có thể ngồi, với lại có cái cây cao lên để con ngồi nó cho thoải mái hơn, chứ giờ con ngồi này con đau đít quá rồi. Lớn rồi phải tập đi mấy cái xe đó đi. Đừng có than phiền nữa. Mình phải luôn vui vẻ và hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có, mình phải tự thích nghi với nó. Mình đâu phải lúc nào cũng có cái điều được những. Kệ nó đi con. Chứ gì? No. Không phải lúc nào mình cũng có được những cái đồ mà mình mong muốn đâu. Mình phải thay đổi để thích nghi với nó, hiểu chưa? You gotta change. Isn't this somebody good? Để đi con, đạp đi. Bây giờ đạp được rồi sao không đạp? Cái con này ăn đạp quá. Rồi bây giờ tự đạp ra được rồi đó. Nó vô nó năn nỉ gắn hai bánh xe vô nó cho bằng được cái cô chú. Đạp đi. Nữa. Không được đi qua nhà người ta làm chi. Thôi bây giờ chạy tạm biệt cô chú ở đây nha. Màn tập xe đạp cho chay tới đây là xin kết thúc. Cảm ơn cô chú đã xem màn tập xe đạp hôm nay. Hẹn gặp cô chú màn tập xe đạp ngày mai. Chào tạm biệt cô chú nha. Trời quay lại ra bye bye rồi đó. Trời. Ủa sao không đạp mà đi kỳ vậy? Rảnh ghê á. Yeah. Trời, nó hỏi mẹ. Ủa mẹ vẫn còn quay phim. Trời, nó nghe chào là nó tưởng tắt quay phim mà sao nó rầm dễ sợ không. Trời, siết luôn hả? Giờ siết luôn hả?
giờ rành ghê á, nghe xin chào cái tưởng tắt video quay lại thấy mẹ vẫn còn cầm máy ra hỏi mẹ, ủa mẹ mẹ còn quay hả? Được đời không?